Quan chức năng huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân bé trai 5 tuổi tử vong tại trường mầm non vào trưa ngày 29 tháng 11. Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định đã cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu T.H.A. 5 tuổi, trú tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tử vong vào trưa ngày 29 tháng 11 sau bữa trưa tại trường mầm non Tăng Bạt Hổ. Trả lời báo chí, ông Trần Văn Thơm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân cho biết các cơ quan pháp y tỉnh Bình Định đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu để làm rõ nguyên nhân cháu A tử vong. Với kết quả khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng loại trừ khả năng nguyên nhân cháu A tử vong do sặc thức ăn, ngộ độc thực phẩm, khả năng có tác động bên ngoài cũng được loại trừ, nguyên nhân chính xác cần phải chờ các cơ quan công an làm rõ và kết luận liên quan đến cái chết của cháu A. Dân trí có thông tin công an thị trấn Tăng Bạt Hổ đã có báo cáo về vụ việc, theo đó, lúc 10 giờ 10 phút ngày 29 tháng 11 tại trường mầm non Tăng Bạt Hổ, cô giáo Nguyễn Thị Eo, 37 tuổi, và cô Lê Thị Pi, 32 tuổi đầy xe cơm đến các lớp và sắp xếp lên bàn cho trẻ tự ăn theo quy định. Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, sau khi ăn xong, các trẻ tự đi vào vị trí giường của mình nghỉ trưa. Đến 11 giờ 30 phút, cô Pi đi kiểm tra xem các trẻ đã ngủ hay chưa thì phát hiện cháu T, H, A đang nằm nghiêng, mở mắt, miệng há rộng, ói cơm. Lúc này, cô Pi còn nói cháu A đi ngủ 2 đến 3 lần nhưng không thấy bé phản ứng. Cô Pi đã dùng tay kiểm tra trên trán của bé A thì thấy chán nóng nên đã gọi cô giáo khác đến sơ cứu. Sau khi sơ cứu cho cháu A một lúc không thấy có dấu hiệu gì nên cô Nguyễn Thị Hoàng Y đã chở bé A đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân cấp cứu. Đến 11 giờ 50 phút cùng ngày, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân khám và kết luận cháu A đã tử vong. Người nhà cháu A cho hay, cháu bé không có tiền sử bệnh nền, buổi sáng trước khi xảy ra sự việc đau lòng, cháu A hoàn toàn bình thường, không đau ốm hay có triệu chứng gì bất thường. Cũng theo gia đình cháu bé, Do trong lớp không có camera giám sát mà chỉ có camera ngoài hành lang nên gia đình không nắm rõ diễn biến cụ thể. Được biết, cháu A là con thứ hai của vợ chồng anh T, T, 41 tuổi và chị N, T, H, E, 36 tuổi, chú ở thị trấn Tăng Bạt Hồ. Anh Pi là người khơ me, làm nghề lái xe tải đường dài nên thường xuyên sống xa vợ con, chị E ở nhà làm nông và nuôi hai con nhỏ. Các cơ quan chức năng đã xác định bé trai 5 tuổi chết bất thường sau bữa trưa ở trường mầm non tại tỉnh Bình Định không phải do ngộ độc thức ăn và đã tử vong trước khi đến cơ sở y tế cấp cứu. Ngày 30 tháng 11, ông Trần Văn Thơm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, xác nhận các cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé T, H, A, 5 tuổi, học sinh trường mầm non Tăng Mạc Hổ, thị trấn Tăng Bạc Hổ, Huyện Hoài Ân. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, bé A được giáo viên nhà trường đưa đến cấp cứu tại trung tâm vào khoảng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 11. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy bé đã tử vong từ trước đó. Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo công an tỉnh Bình Định cho biết hiện cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé A. Qua khám nghiệm bước đầu, khả năng bé ăn ngộ độc thức ăn đã được loại trừ. Như báo Người Lao Động Điện tử đã thông tin, khoảng 11 giờ 30 ngày 29 tháng 11, sau khi ăn cơm ở trường, cháu T, H A được các cô giáo cho đi ngủ như mọi ngày. Sau đó, cô giáo đi kiểm tra thì thấy các cháu khác đã ngủ nhưng cháu A không ngủ và có dấu hiệu bất thường. Ngay sau đó, cháu A được các cô giáo đưa đến trung tâm y tế huyện Hoài Ân cấp cứu, đồng thời gọi điện thoại báo cho gia đình. Tuy nhiên, cháu A đã tử tự... vong.